rồi. Ở đây đi, đây quay tối nhá. Mẹ đi ra đây cắt được rồi. Mẹ mới có một quả. Đợi nhỉ. Mẹ cắt cho con một quả con ăn nhé. Ừ. Rồi mẹ cứ nhìn mẹ coi quả to chú mẹ đi á. Ừ. Ôi, chú kia to kìa. Mẹ cứ nhìn này chú. Ê, và em bé nữa. Đây nữa. Hoa đấy con ạ. Hoa. Vâng. Wow, con ơi. Mẹ ơi, quả táo mẹ cứ rơi ấy. Được rồi, để đây tí mẹ khắc sữa. Này con cầm đi. Con ăn như nào? Con dạch dạch như này à? Ừ. Tí con buồn ngủ. Ăn thử xem có ngon. Ngọt lắm. Ngon không? Đi con, đi cắt đi. Không, cắt quả. Không, anh ngồi đây đợi mẹ nhé. Bị thương rồi con ạ. Gái nó chọc cho ấy.
nào con? Đây con đỏ dư với miệng con hay đông màu vàng ấy. Thưa mẹ nói. Cất cẩn thận vào không hỏng hết quả. Mẹ ơi cất quả này này đẹp lắm. Đâu? Đây. Cầm hai tay. Cắn nha, mẹ cắn nha. Đấy, đi cất đi. Ở một bên này dính. Ơi, quả này em bé. Nó chọc cho con gai đầu á. Được, mẹ cắt nha. Cẩn thận nha, chọc cho. Mẹ là người lớn rồi mà. Mẹ ơi. Đặt nhẹ nhàng nhé, không thì hỏng quả của mẹ đấy nhé. Đặt đi, đặt xuống đây. Mẹ nhìn con này. Đi đi. Trái hình nhông. Trái hình nhông mà có nhựa cơ. Con lấy bao nhiêu quả đây, con lấy đi. Con lấy một quả. Cho vào quả trấu con. Một quả thôi. Một quả thôi á. Để bên này con đi. Ơ hết rồi. Hết rồi, đi cắt tiếp. Đi cắt tiếp. Bên này. Đâu? Đây. Đây ha. Đây ha. Cầm đi. Cầm không? Đó. Cầm chắc vào cầm. Cầm hộp này cắt á. Cắt. Ow. Con để ra chọc. Đây, đây quả này con này. Quả nào? Quả này. Yeah. Rồi, từ từ nhé. Con cắt, cắt quả đầu cho mẹ nhé. Đây, mẹ cắt xong đấy. Đây, được rồi. Đến chỗ này rồi. Mẹ đây quá rồi, đi rồi. Ơi. Mẹ ơi, đây một quả nè. Đâu? Đây, chú gần con đây. Đi gai này, mẹ muốn bị chết à? Cắt nha. Này cắt đi. Em mày cắt quả này nhé. Con này người à, chết người rồi. Này cắt đi, cắt này con. Mẹ ơi. Này cầm quả này. Cầm quả này. Cầm chắc nha. Đó. Cái gì mà bẩn yếu thế? Yếu. Mày thấy gì vậy? Cái quả này. Quả này á? Này. Hay sạch quả này. Bên tay con sạch rồi. Con chơi hình nhông ấy. Chẳng chơi hình nhông. Mẹ đừng đi theo con, mẹ đi đường này chứ. Mẹ thấy con đi đường này thì mẹ cũng đi theo luôn. Ôi trời. Mẹ
không đi cắt cho mẹ mấy hai cây. Mẹ cho con một cái thôi, con không ôm được hai em bé. Đây là, đây là, đây là. Đi mẹ tiếp thôi. Mẹ ơi. Dạ, mẹ. Con nhớ mẹ. Đi con. Mẹ ơi. Đừng chơi. Mẹ mẹ bún chuồn chuồn mất bay đi đâu mất rồi. Mẹ ơi quả kia. Được rồi, đây rồi con. Đi. Đi cho vào quầy tấu nào này. Yêu đi. Đi. Không quên nha đợi quầy tấu. Nhưng mà nặng lắm rồi. Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra với con đấy? Mẹ, mẹ. Chuyện gì đang xảy ra với con? Ôi trời ơi, đầy rồi. Mẹ. Đầy nhiều nhiều rồi. Thế con đựng một hai quả. Ừ, con hồi mẹ mấy quả đi. Ôi, mẹ con để ra một hai nhông nhẹ. Con lấy mấy quả thì lấy đi. Con lấy hai quả. Ui, đặt nhẹ nhàng thôi. Thêm là 3 quả ấy. Một quả nữa nhé. Học. Đầy lắm rồi. Nào, lấy chùm vào. Nào. Có mỗi 3 quả mà. Đến lượt mẹ đây này. Mẹ mới nặng lắm này này. Ít chưa? Con mẹ vừa trốn đố mẹ chụp cho một cái rồi. Ồ thế mẹ không nhìn thấy. Con được quả, quả gì đấy? Vâng.
Thank you.
Chiên đấy. Mẹ làm khoai tây chiên cho. Ăn không? Thế. Khoai tây chiên phải dài với hình vuông nhỏ nhỏ. Khoai tây chiên hả? Hả? Sao đấy? Con làm sao đấy? Xong rồi.
Rồi, uống hết thôi. Mẹ ơi. Ngon không? Ngon lắm mẹ. Ừ. Đây đây đây, của em này. Ngon thế nhỉ? Mẹ làm việc cơ mà mẹ nói rồi, làm đi bằng làm việc thế.